hơi chạnh. Hơi cà lăng. Đây là quang cảnh treo đồ lên chiếc trước đi. Đây là quang cảnh ở trong trong phòng khách sạn ở trong khu vực cái này là gì đó Phúc à? Phòng. Cái này là phòng giữa rừng á, cái gì? Khách sạn giữa rừng hả? Đúng rồi. Không tin á, anh tin thì nằm slide rồi. Slide gì mà xích lên. Các thiết bị dụng cụ tè le hết. Treo đồ lên đi cho nó thẳng đi nè Vũ nè. À. Đây đây mở ra, đây là cái xin quang cảnh của cái áo giữa mày hả? Đây là tầng 5. Đây là cái khách sạn nằm giữa cái rừng luôn. Khách sạn này. Khách sạn này nằm giữa rừng luôn, đây là rừng tràm. Rừng tạo lập nè. Khách sạn giữa rừng luôn. Rẻ tiếc cho những ai không đi cái chỗ này. Giữa rừng luôn nha. Đó, đằng kia là có một cái cái tháp canh đó là cái tháp để canh cháy. Dưới là để tháp canh cháy ngoài chỗ này ra. Chỗ này thì dành cho khách du lịch. Nên cái chỗ đó thì dành cho các cái nghĩa tù viên người ta có thể canh cháy. Bên đó đây là toàn bộ xem cảnh rừng tràm, một số cái ao để người ta làm sen cho đẹp. Xem cảnh ở giữa. Đây là cái cầu. Đó, xung quanh. Đây là khách sạn, đây là cái khách sạn này, nằm giữa rừng. Thật sự là cái khách sạn này là đúng là cái nơi. Thực ra là nếu mà đi du lịch đây thì chỉ có đi du lịch ở đây coi như là chỉ có đi ngắm cảnh nghỉ dưỡng thôi chứ đâu có chơi gì tên hả? Nhưng mà vậy là đủ. Vậy là đủ. Chỉ có như đây là đủ. Không. Toàn bộ những cái trong này là mà cái rừng tràm này là mình có thể đi bộ xuyên được. Xuyên trong rừng này là đó, cái đường đó. Thấy không? Phúc đang tắm, chuẩn bị vậy. Phúc đang tắm trong này. Có một cái bồn tắm ở trong trong phòng mà có thể nhìn ra được một cảnh bên ngoài. Đó, trong cái rừng tràm này là mình có thể đi bộ xuyên rừng được đó, những cái đoạn đường nhỏ nhỏ này, nó cái đoạn đường xuyên rừng đó. Đoạn đường mà bê tông người ta làm cao trên không để mình đi an toàn. Thì nếu mình chịu khó đi chắc đi cả đêm chắc cũng không hết được cái chỗ này. Thì cả đi cả đêm. Cả đi thấm thỉnh thì đi cả đêm không hết. Rất là rộng, rất là rộng. Đầy đủ hết. Đây là nếu mà đi thứ nhất là đi tập thể dục. À, ra bài chim. Hiện nay là cái máy quay mình nó quá tệ. À, đây là máy ảnh không phục vụ cho việc quay. Thành ra là mình quay chim bay về không được chứ hiện tại là trên bầu trời là rất nhiều chim đang bay về cái hướng bên kia. Hướng bên góc bên đó, cái đó là bên khu vực đảo chim. Đảo chim, khu vực đảo chim nằm bên đó. Tất cả chim đều bay về tụ rồi đó. Thôi, giờ mình vô nghỉ để mình đi ra là ngoài khu vực phải đi qua cái cầu. Có xe điện đi qua cái cầu rồi đi ăn bên ngoài kia. À, tên để ra chỉ cho tên cái ngoài kia là cái cầu chít kìa. Cầu chít mà nó quảng cáo á. Đằng xa có cái quần quần màu trắng trắng. Đó màu trắng trắng nó kìa thấy không? Ngoài kia thấy không? Cái gì? Đó kìa, ở đằng mấy cái chỗ kia nó có cái đường bê tông á. Đó, chỗ đó là cái cầu. Ừ. Đó không phải cầu Vít. Cầu Vít nằm... Cái cầu Vít, cầu Vít nằm ở đây nè. Ở chỗ này, ở bên này chứ. Đi qua bên này. Xong có một cái ao rất là to. Có những cái cầu cái này nè. Ừ. Mà nó làm ra một cái cầu Vít. Giữa sông luôn, đẹp lắm. Dám đi ra bên kia. Đẹp lắm. Ồ, giờ bắt đầu nổ điện buổi tối nên nổ điện. Tối nay mình sẽ quay phim. Hết nổ điện cái đường này lên. Đó, cầu thấy nổ điện không? Ừ. Cái cầu bắt đầu nổ điện rồi đó, nó sẽ rất là đẹp.